Đó là một đường chuyền dài dành cho Đức Dương. Khá nguy hiểm. Cao thủ Hoàng Gia Lai đã đẩy được bóng và bây giờ là cơ hội phản công. Minh Vương. Cao thủ Hoàng Gia Lai đang vượt khá tự tin. Cơ hội dứt điểm. Vào! Cuối cùng thì là có bàn thắng mở tỷ số. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một pha đệm lòng rất gọn gàng của Musa. Cự ly của quả đá phạt này là khá xa, trên 40m và rất khó để sút xa. Có lẽ đây sẽ là một đường chuyền. Không phải, như vậy là Văn Sơn đã quyết định sút thẳng. Nhưng với một cự ly như vừa rồi thì rất khó để có thể ghi bàn. Có tầm bóng khá nhỏ bé và những pha tranh chấp bóng bổng không phải là điểm mạnh của Thanh Tùng. Musa. Minh Vương đang di chuyển. Minh Vương. Xuân Trường đang di chuyển bên cạnh Minh Vương. Xoay người. Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Dứt điểm không được. Bóng vẫn trong chân cao thủ áo trắng. Và chúng ta hãy cùng chờ để xem lại tình huống quay chậm. Pagan đã rất cố gắng. Đã có một tình huống chọc chân từ phía sau của Franklin. Steven sẽ đối đầu với Minh Nhật. Như vậy tỷ số đã được cân bằng một đều. Steven đã có một pha dứt điểm rất quyết đoán. Mặc dù đã đoán đúng hướng, tuy nhiên Minh Nhật cũng không thể. Văn Sơn đã lấy được bóng. Công Phượng. Rất hay, cơ hội không vào. Rất đáng tiếc. Chúng ta cùng xem lại pha tấn công này. Một pha chuyền bóng rất có cảm giác của Công Phượng dành cho Musa. Khá nguy hiểm, không vào. Pha đánh đầu của Franklin. Franklin trong một tình huống lên tham gia không chiến. Rất tốt. Franklin rất khỏe. Minh Vương không được. Minh Vương lẽ ra nên chuyển bóng một chạm. Đã có ba chạm xảy ra. Một tình huống chắc chắn sẽ dẫn đến sự căng thẳng của trận đấu này. Vừa rồi thì Franklin đã có một pha trả đũa. Đây là một hành động rất không nên có. Trọng tài đang cầm trên tay một chiếc thẻ vàng. Và đó là thẻ vàng dành cho cầu thủ của Hải Phòng. Và chúng ta cùng chờ xem quyết định của trọng tài dành cho Franklin. Ông đã cầm sẵn trong tay một chiếc thẻ đỏ. Rất có thể là Franklin sẽ phải rời sân. Đó chắc chắn sẽ là một mất mát rất lớn. Chúng ta cùng chờ xem quyết định của trọng tài. Và như vậy là Franklin đã phải nhận một thẻ đỏ. Và Hoàng Gia Lai sẽ phải chơi thiếu người. Không được, một pha xử lý rất mạo hiểm của Văn Sơn. Rất nguy hiểm, cơ hội không vào. Vừa rồi là một thoáng mà phòng ngự của Hoàng Gia Lai đã mất tập trung. Thiếu chút nữa thì họ đã phải trả giá với sai lầm của mình. Steven lúc này đang bị chuột rút sau tình huống vừa rồi. Rất may cho Hoàng Gia Lai là vừa rồi Steven đã dứt điểm bóng đi ra ngoài.